Khâu Anh, cậu xong đời rồi. Bỏ lỡ mất livestream trực tiếp trận đấu đầu tiên. Bây giờ giám đốc Lưu đã truyền lời ra, bảo phần còn lại của cuộc thi không cần cậu phải lên nữa. Cậu nói xem làm thế nào đây? Mình cũng không muốn thế, ai mà biết được đi nửa đường lại gặp phải tắc đường chứ. Cậu có biết mình đã chạy bao nhiêu lâu không hả? Nhưng vẫn không đến kịp đó. Mình cảm thấy bây giờ cậu phải nghĩ ra một cách nào đó, làm thế nào có thể bù đắp lại được. Giám đốc Lưu vẫn muốn mình phỏng vấn Cố Phóng, lấy được tin tức độc quyền. Bây giờ vừa hay là thời gian nghỉ giữa trận, hay là mình đi thử xem. Con người Cố Phóng kính tiếng như vậy, anh ấy trước nay đều không nhận phỏng vấn. Mình đóng giả thành fan thì có thể lấy được một ít tin tức rồi. Vậy cậu làm thế nào lẻn vào trong được đây? Phòng nghỉ của các đội, cho dù là fan cũng không thể nào tiếp cận dễ dàng như vậy đâu. Ý ý, mình không nói với cậu nữa, mình có cách rồi. Chiến ở Vancouver đã 4 năm. Cố Phóng, xin hỏi anh có lòng tin đạt được giải vô địch năm nay hay không? Tất nhiên là có. Bên ngoài có lời đồn trạng thái thi đấu của anh đã không như trước, đã sắp giãn nhẹ rồi. Xin hỏi đây có phải là thật hay không? Chúng tôi còn phải đi nhanh nữa cho kịp thời gian trận đấu. Cảm ơn các bạn nha. Nào nào nào, cảm ơn. Xin lỗi xin lỗi. Xin lỗi à? Đội trưởng à? Tôi không sao đâu. Chứng viêm bao gân lại tái phát nữa hay sao? Đội trưởng, anh là thần tượng của tôi. Khi tôi suy sụp nhất là anh bằng lòng cho tôi cơ hội. Tôi vẫn còn nhớ, anh vẫn hay nói với tôi, nhóc à, đừng cố quá, có đại ca ở đây rồi, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Đừng sến súa quá, tôi là đội trưởng mà, cũng là đại ca của các cậu, có tôi ở đây có thể chống cự được. Được rồi, quay về đi. Các anh em đang đợi đấy. Chết rồi, không phải là bị lộ rồi chứ? Đứng lại. Xong rồi, làm thế nào bây giờ? Bây giờ nhận sai chắc vẫn kịp chứ. Tôi sai rồi, Cô nói gì cơ, coi chừng cái váy của cô. Thank you.